Wow, very, very beautiful. Tasty. Rồi, chiếc xe đó cho nên là mà gì á, khô cá sạc với bởi dưa leo, khô cá sạc. Dễ vậy. Hấp dẫn quá. Chưa vừa tới nha. Vừa được có very crispy ha, vừa vừa cũng crispy nhưng mà vừa vừa thôi. Thì sẽ ngon là giòn quá thì sẽ là khó hơn. Cucumber and the dried fish salad. So put some, vinegar, a little pizza, and sugar, and then we mix with the cucumber, shredded cucumber. And the dry fish on the top. Wow, very, very beautiful. Tasty. Một, hai, ba, chia. Ông kia ông chủ, bà chủ. Ăn cái này để cho đi trên đường lái xe 8 tiếng về nó không có bị. Bữa nay về luôn hả, mai mới về chị? Về luôn á. Dạ. Lái xe có 15 phút còn sốc ruộng, uống này sốc ruộng quá. Đi nào, đi nào. Đây không? Cái này bỏ rượu nhiều quá, mình thấy cũng mạnh thế nha. Cái này cocktail. Cocktail mà. Mà cũng ly có nhận gì đâu. Nam nhân của tôi nè. Không, dù gì đó xe cũng tới 2-3 chai được. À, để bạn hát. Vậy thôi đó, ăn đi. 2-3 chai là... Nhờ mình ra ăn cái ăn. Bia á. Ừ. 2-3 chai còn lại. Ủa, anh Tâm đi đánh hả? Hả? Lạnh hả? Không có lạnh, tại thấy nó bay giấy, bay giấy, họ tắt rồi, đâu có lạnh. Trần.